Là từ đầu chị lấy mụn cho em tới giờ luôn ha Phúc. Dạ. Tội nghiệp. À giờ là cái công việc mà đi chợ là của em hả? Là chiều đi chợ không chị? Trời ơi dễ thương nha. Vậy là có thằng em trai nhờ được mà. Chị thì cũng bảo rồi, Ừ? chị giữ em không đi được. Như là nhóc này là cháu đầu tiên đúng không em? Dạ. Bé trai bé gái Phúc? Trai 5 tháng. 5 tháng, trời ơi, chắc cưng lắm ha. Cái đứa cháu đầu tiên mà. Bữa giờ giữ giữ cháu thì đâu có đi học đâu hả? Em học online ở nhà. Vẫn phải học online hả? Có lịch đi học cho em. Như là ngày 1 tháng 1. Em 1 tháng 1 là cả tháng nữa luôn. Dư sức. Dư sức mặt đẹp. Thì xong kỹ cái da nó ra dễ lắm. Hôm nay ráng được chị làm cho em hết là hơn 70% luôn á. Cái ngực sợ nhát hay chị ủ cho thì là kỹ.
Xong bị quá trời mà vẫn tê tê ha Phúc. Nó khó chịu quá, cứ nói gì chị điều chỉnh cho. Mà ráng được chị lấy cho mau đẹp nha. Nhưng mà lên đây là trực tiếp chị Dung làm cho em rồi. Chị di chuyển nhiều chỗ cho em đỡ khó chịu ha. Dạ. Cái mang thai là cái khó chịu nhất mà chị lấy cho em sạch rồi đó. Hôm nay chị đi kỹ thuật khác cũng giảm bớt cho em vậy chị. Tại mụn cũng khá là nhiều. Vậy là hồi nãy có nói chị hai lên chị đúng không? Dạ có. Ừ. Ấy đi chứ để dịch căng là lại không biết bao giờ mới được làm cái mụn này.